Chào mừng các bạn đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là hai bộ mẹ con các bạn. Hai bộ mẹ con. Một bộ mẹ con được sin và một bộ mẹ con cái ba bê các bạn. Mẹ sin nhận cái ba bê. Giá cực kỳ sinh viên nha các bạn. Đây đây, bộ mẹ con được sin nè các bạn. Mẹ nè. Bà mẹ này cao 1m25 bò nha, vẫn được sin được một kháng bò các bạn. Mẹ rúng yếm nghiêm chỉnh, được sin nè. À, được xin sái tích cũng nghiêm chỉnh luôn nha các bạn. Bộ mẹ con này thì chủ có giá là 21 triệu các bạn, 21 triệu. Mẹ cao 1m25 bò. Dẫn được xin là lứa 3. Mẹ sái tích nghiêm chỉnh, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, lông đuôi một chùm luôn. Xe mặt, xe lưng đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Chân móng nè, móng sò hoàn thiện hết các bạn. Giá 21 triệu bộ mẹ con này các bạn. Bộ mẹ con được xin chủ bố giá là 21 triệu. À, mẹ dẫn được xin lứa 3. Bà mẹ cao 1m25 bò. À, anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Mình comment dưới màn hình video. À, bà mẹ con được xin chủ báo giá là 21 triệu các bạn. 21 triệu. À, được xin được một tháng tuổi nè các bạn. Được xin được một tháng tuổi nè. Mẹ nè. Mẹ rúng yếm đồ nghiêm chỉnh, bà mẹ đỏ ao các bạn ơi. Dẫn được xin là lứa 3. Giá 21 triệu bộ mẹ con này các bạn, 21 triệu. À, bộ mẹ con này bà mẹ bao lòi nha, anh em cứ yên tâm nha. Bao lòi. À, dẫn được xin rung nút nè các bạn. Dẫn được xin rung nút, mẹ rúng yếm chân móng sò hoàn thiện hết các bạn. Mẹ xây mặt, xây lưng đồ là nghiêm chỉnh hết. Dẫn được xin lứa 3 giá 21 triệu bạn, 21 triệu. À, anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ nha các bạn. Bột sữa hết biết luôn các bạn không? Không lan giá nha. Sấy lưng, sấy mặt đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Sấy lưng, sấy mặt đồ bà mẹ đều nghiêm chỉnh hết. Được xin cũng vậy luôn các bạn. Được xin sấy lưng, sấy mặt đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Giá 21 triệu bộ mẹ con này các bạn. 21 triệu. Giá cực kỳ sinh viên luôn các bạn. 21 triệu bộ mẹ con này các bạn. Được xin một tháng tuổi nè các bạn không? Chân móng đồ hoàn thiện luôn. Đây bộ mẹ con tiếp theo. À, mẹ sin mẫu Bombay dẫn cái 3B. Mẹ rúng yếm đồ nghiêm chỉnh nè. Bà mẹ này có ngang dữ lắm các bạn. Bà mẹ cao 1m25 bò. Dẫn cái 3B lứa 3. Bốn vú đều nè, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh. Dẫn cái 3B. À, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Mẹ cao 1m25 bò dẫn cái 3B. Dẫn cái ba bê là lứa 3. Cái ba bê được 1 tháng tuổi nha các bạn. Cái ba bê được 1 tháng tuổi nha. Giá là 26 triệu các bạn. 26 triệu. Đó, bộ mẹ con này chủ báo giá là 26 triệu. Cái ba bê nè. Uống nút nè các bạn. 1 tháng tuổi uống nút. À. Giá 26 triệu bộ mẹ con này các bạn. Đó, anh em nào, bạn bè nào cần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Đó, mẹ chân móng nè. Hoàn thiện. Mẫu Bombay. Rúng yếm nghiêm chỉnh. Bốn vú đều nè các bạn không. Lông đuôi một chùm luôn. Con này là sẽ mặt sẽ lưng đều nghiêm chỉnh nha các bạn. Bò này sẽ mặt sẽ lưng đều nghiêm chỉnh nè. Dẫn cái 3B. Dẫn cái 3B nha các bạn. Dẫn cái 3B được 1 tháng tuổi nha. Dẫn cái 3B lứa 3. Giá 26 triệu bộ mẹ con này các bạn. 26 triệu. Mẹ cao 1m25 bò mẫu Bombay. Cái 3B uống nút nè các bạn không. Mới 1 tháng tuổi mà uống nút à. À, anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. À, cái bơi mới có tháng tuổi mà sung chạy dữ các bạn. À, chân móng đều hoàn thiện hết các bạn thấy không? Mà mẹ nè. Móng sò. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Cái bơi uống nút. Một tháng tuổi uống nút các bạn. Giá 26 triệu. À, mẹ dẫn cái ba bê lứa 3 nha các bạn. Bà mẹ dẫn cái ba bê lứa 3 nha. Mẹ cao 1m25 bò. À, giá 26 triệu các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại bộ mẹ con được xin. Chủ báo giá là 21 triệu. Bộ mẹ con cái ba bê. Chủ báo giá là 26 triệu.
Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.